Muốn biết con cái đến với cha mẹ là duyên hay là nợ, nghe một lần rồi sẽ rõ. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Con cái đến với cha mẹ là duyên hay nợ? Đức Phật giảng về mối duyên nợ ngàn năm. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng con cái đến với cha mẹ kiếp này là có duyên nợ. Nếu không có nợ, nhất định không gặp được nhau. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có bốn loại nghiệp duyên. Một là để báo ơn, hai là để đòi nợ, ba là để trả nợ, bốn là để báo oán. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này. Đừng hỏi tại sao có những gia đình bố mẹ đều rất tử tế, hiền lành mà sinh ra con cái lại nghịch ngợm hay cướp giật. Đừng hỏi tại sao rất nhiều những gia đình quan tham đều có con cái phá gia chi tử, ăn chơi cờ bạc, bắt bố mẹ trả nợ hết lần này tới lần khác. Đơn giản thôi, tiền tham nhũng mà quan tham kiếm được vốn không phải là tiền thật trong túi họ, nên bằng cách này hay cách khác cũng sẽ đội nón ra đi. Của thiên trả địa, con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ thôi. Đừng hỏi tại sao những người đàn ông vốn đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng thì thường sinh ra rất nhiều cô con gái. Số phận những cô con gái đó sướng khổ thế nào phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Người bố sinh nhiều con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này vun dày, thì cuối đời người đó được hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui, con cái đến hồi báo hiếu. Phật có dạy rằng, không duyên nợ làm sao gặp gỡ. Một đứa trẻ được sinh về làm con của gia đình cũng đều do nhân duyên, nghiệp quả mà đến. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước tới vì tình cảm chưa dứt. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ? Một, thứ nhất là báo ơn. Trước đây, ở vùng Giang Hữu, có một vị thương nhân họ Chúc tên là Chúc Tam Tư. Một ngày, anh ta đến ngôi chùa cổ dạo chơi thì gặp được hai vị lão hòa thượng ở trong chùa. Chúc Tam Tư ngồi đàm luận với hai vị hòa thượng được một lúc, thì một vị lão hòa thượng nói, ta chờ thí chủ đã rất lâu rồi. Trước đây, ta nợ thí chủ 30 đồng, nay phải hoàn trả lại cho thí chủ. Chúc Tam Tư sững người, đang lúc không biết nên tin hay không tin, thì vị hòa thượng kia lại nói, ta cũng đã chờ đợi thí chủ từ lâu. Trước đây, thí chủ có nợ ta 300 đồng, cũng nên hoàn trả lại cho ta. Chúc Tam Tư lúc trước chưa từng gặp qua hai vị lão hòa thượng này nên nói, hai vị hòa thượng, các ngài nhầm rồi, tôi thực sự chưa từng đến chùa này và cũng chưa từng gặp hai vị. Nói xong, anh ta vội ra về và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảng một năm sau, vợ chồng Chúc Tam Tư sinh hạ được hai cậu con trai. Bởi vì trước ngày vợ sinh con, anh ta từng nằm mộng thấy có hai vị hòa thượng đi vào nhà mình, nên đặt tên cho hai đứa bé là Tăng Bảo và Tăng Hữu. Tăng có nghĩa là chỉ nhà sư, tăng nhân, còn Bảo và Hữu là bảo vệ, phù hộ. Chúc Tam Tư đặt tên con như vậy với mong muốn là sau này hai đứa trẻ được che chở, bảo vệ. Thấm thoát cũng hơn 10 năm trôi qua, hai đứa trẻ đều đã trở thành hai chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng lại có tính cách trái ngược nhau. Tăng Bảo vô cùng vất vả, chịu khó, kiếm được bao nhiêu tiền, cậu ta đều đưa hết cho cha mẹ. Trong khi đó, cậu em là Tăng Hữu lại lười biếng vô cùng, chỉ ăn uống chơi bời. Cuối cùng, đã đem số tiền mà Tăng Bảo kiếm được, tiêu hết sạch, không còn đồng nào. Tăng Bảo vô cùng tức giận và khó chịu, một thời gian sau thì bị mắc bệnh hiểm nghèo. Khi Tăng Bảo hấp hối, vợ chồng Chúc Tam Tư vô cùng đau khổ, ôm con khóc suốt không thôi. Sau khi Tăng Bảo mất,
vợ chồng Chúc Tâm Tư như không còn thiết sống, vì đứa con ngoan ngoãn chịu khó lại ra đi khi còn rất trẻ. Mấy hôm sau, Chúc Tâm Tư nằm mộng thấy Tăng Bảo hiện về. Trong giấc mộng, cậu nói: "Cha mẹ đừng quá đau buồn, kiếp trước cha là Lâm Đạt Sinh, vô cùng giàu có. Con đã từng vay của cha 30 đồng, chưa trả được thì đã chết. Thật may mắn là con không có suy nghĩ lừa gạt cha, nên đã không bị đầu thai làm súc sinh. Kiếp này, con đến làm con cha, chăm chỉ chịu khó làm việc kiếm tiền trả cho cha gần 20 năm qua. Hiện tại, nợ đã hoàn trả xong rồi, nên con phải đi." Nói xong, Tăng Bảo bước ra ngoài cửa và nhanh chóng biến mất. Hai vợ chồng Chúc Tâm Tư suy nghĩ lại những gì đã xảy ra từ khi Tăng Bảo ra đời thì cảm thấy rất hợp lý. Vì thế mà trong lòng họ cũng vơi bớt nỗi thống khổ mất con. Nhưng chẳng được bao lâu thì bất hạnh lại ập xuống gia đình họ. Người con thứ hai là Tăng Hữu cũng bị bệnh nặng mà qua đời. Hai vợ chồng Chúc Tâm Tư liền đến ngôi chùa cổ trước đó để hỏi vị sư trụ trì xem gia đình họ sao lại gặp nhiều tai ương như vậy. Sư trụ trì nói rằng: "Người con thứ hai của thí chủ đến là để đòi nợ kiếp trước mà thí chủ chưa trả hết. Vì thế mà kiếp này cậu ta đến với gia đình thí chủ không làm gì cả, lại còn hoang phí tiêu hết tiền của gia đình. Bây giờ thí chủ đã trả hết rồi, hai người không còn nợ gì nhau, nên cậu ấy phải rời đi." Vợ chồng Chúc Tâm Tư nghe xong mà không đành lòng, liền khóc nức nở than rằng: "Hai anh em nó đều rời bỏ vợ chồng tôi mà đi, để lại hai vợ chồng già chúng tôi biết sống làm sao." Vị sư trụ trì trầm tĩnh nói: "Hai đứa nhỏ, một là đến để đòi nợ, một là đến để trả nợ. Nợ hoàn trả xong thì chúng rời đi, đó là duyên nợ từ kiếp trước. Thí chủ nếu muốn sống lâu và có con để kế thừa gia nghiệp thì phải làm nhiều việc thiện, tích đức." Từ đó, hai vợ chồng Chúc Tâm Tư luôn cố gắng hành thiện, tích đức. Quả nhiên mấy năm sau, hai vợ chồng họ lại sinh được hai người con trai, vừa chăm chỉ, vừa hiếu thảo, tận tâm phụng dưỡng đến tận lúc cha mẹ qua đời. Những đứa con đến báo ân đời này thường là những đứa con hiếu thuận, biết yêu thương, chăm sóc và quan tâm đến cha mẹ. Chúng thường rất thông minh, ngoan ngoãn và nghe lời ông bà, cha mẹ. Nếu ai cũng hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ mở lòng hơn với những người xung quanh, gieo thêm nhiều hạt thiện, để kiếp sau sẽ có nhiều phúc báo, có thêm nhiều thiện duyên. Loại thứ hai là báo oán. Nợ ở đây là trả nợ. Báo oán giữa cha mẹ và con cái có nợ với nhau, cùng về một nhà để trả nợ cho nhau. Cha mẹ là hạt nhân để chiêu vời gọi con cái đến với mình. Nếu cha mẹ có nghiệp xấu thì sẽ gọi đứa con có nghiệp xấu đến. Trong cuộc sống, chúng ta thấy có những trường hợp những đứa con sinh ra đã làm tiêu tốn tài sản của cha mẹ, khiến cha mẹ ngày đêm vất vả, lo lắng, khổ sở. Nếu là đến để báo oán thì đứa trẻ đầu thai vào gia đình bạn có thể đời trước đã chịu thiệt thòi và ức hiếp vào kiếp trước. Bạn kết hận với họ hoặc nợ chúng về vật chất hoặc tinh thần. Đời này, chúng chuyển sinh đến để đòi nợ cha mẹ chúng. Những đứa trẻ này thường nghịch ngợm, không nghe lời, tương lai thường phá phách, làm bại hoại gia phong bởi chúng đến để báo oán. Loại thứ ba là đòi nợ. Ở một ngôi làng kia, có một cặp vợ chồng nông dân. Hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì có một đứa con mà con lại ốm yếu, nên hai vợ chồng họ rất yêu thương đứa con này. Đứa trẻ muốn gì được nấy. Vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của và tài sản trong nhà họ lần lượt ra đi. Vào năm con gái họ tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại một con ngựa duy nhất. Một ngày, con gái họ lại chỉ vào con ngựa này và nói: "Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi." Hai vợ chồng người nông dân nhìn con ngựa khỏe mạnh là tài sản duy nhất trong nhà,
giúp làm việc đồng áng nên không nỡ lòng giết nó. Nhưng nhìn cô con gái duy nhất đang nằm trên giường thoi thóp thì trong lòng lại thấy đáng thương. Trong lúc hai người họ còn đang phân vân thì cô con gái kia lại nhắc lại một lần nữa: "Con đang rất muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ không giết thịt con ngựa này đi thì con sẽ chết mất." Hai vợ chồng họ thấy con gái nói như vậy liền vô cùng luống cuống, hoảng loạn, liền mang con ngựa ra giết thịt. Sau khi làm thịt con ngựa, vợ chồng họ làm món hầm cho con gái ăn. Nhưng thật không ngờ, chỉ nửa canh giờ sau khi ăn, con gái họ nằm trên giường mà chết. Hai vợ chồng người nông dân gào khóc thảm thiết. Hàng xóm láng giềng đến an ủi động viên, nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi đau mất con trong lòng họ. Con gái chết đi là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Mặc dù họ biết rằng, từ khi con gái ra đời, đều là mang đến vô cùng nhiều họa nạn, đến mức mà ngay cả tiền làm tang chôn cất cũng không còn. Nhưng vì thương con, vợ chồng họ cũng không còn thiết sống, cả ngày thẫn thờ. Thấy thương cho tình cảnh của hai vợ chồng họ, một người đàn ông trong làng đã tìm đến nhà nói với họ rằng: "Ở ngôi chùa ở phía nam của ngọn núi kia có một lão hòa thượng, ông ấy có thể giải phá được rất nhiều chuyện ly kỳ. Hai người thử lên núi tìm gặp lão hòa thượng để hỏi về chuyện của con gái hai người xem." Thế là hai vợ chồng người nông dân này trèo đèo lội suối tìm đến gặp lão hòa thượng để thỉnh giáo. Sau khi kể hết sự tình về con gái từ khi ra đời đến lúc mất đi, người chồng cất lời hỏi: "Thưa thầy, không biết nhân duyên kiếp trước của vợ chồng con và đứa con gái này là như thế nào ạ?" Vị lão hòa thượng nghe xong không nói gì mà nhắm mắt lại ngồi thiền nửa ngày. Sau đó, ông chậm rãi nói: "Ở kiếp trước, thí chủ còn nợ con của thí chủ một khoản nợ, nên kiếp này phải hoàn trả. Hai người có muốn biết kỹ càng về khoản nợ này không?" Hai vợ chồng họ phủ phục trước mặt lão hòa thượng rồi nói: "Chúng con muốn biết nguyên nhân thực sự là gì, xin lão phương trượng nói chi tiết ạ." Lão hòa thượng vừa nhắm mắt lại vừa chậm chạp nói: "Ở kiếp trước, con gái của hai người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vào năm thiên kim tiểu thư này 18 tuổi, cha mẹ họ cùng cô con gái của mình đi thăm người thân. Không ngờ giữa đường lại gặp một toán cướp. Thủ lĩnh của toán cướp đó chính là con ngựa của nhà thí chủ ở kiếp này. Còn hai thí chủ khi đó là đám thuộc hạ của nó. Ba tên cướp này đã cướp sạch tài sản của nhà họ, giết chết cha mẹ cô gái, đánh đuổi người nhà họ. Tên thủ lĩnh còn cưỡng hiếp cô ấy. Cuối cùng, vị tiểu thư này đứng trên vách núi thề rằng, kiếp sau nhất định ta phải lấy đầu tên thủ lĩnh này để trả mối hận trong lòng mình." Nói xong, vị tiểu thư này nhảy xuống núi tự vẫn. Về sau, tên thủ lĩnh vì cướp bóc quá nhiều, chết bị đầu thai thành súc sinh. Còn hai thí chủ về sau có làm việc thiện nên vẫn được đầu thai làm người, nhưng phải hoàn trả khoản nợ kia. Vị tiểu thư kia chuyển sinh làm con gái của hai người chính là để đòi nợ kiếp trước. Hai vợ chồng họ nghe xong nửa tin nửa ngờ: "Hòa thượng, những lời ngài nói là thật sao?" Lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng họ rồi nói thêm: "Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều này. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái. Đây chính là tài sản mà thí chủ lấy của người ta ở kiếp trước, nay phải trả lại. Đến năm 18 tuổi, con gái thí chủ nhất định đòi giết chết con ngựa kia, chẳng là ứng với lời thề kiếp trước sao?" Hai vợ chồng người nông dân này bấy giờ mới ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là mọi chuyện đều y như lời vị hòa thượng nói. Họ lập tức bái lại rồi thỉnh cầu: "Xin phương trượng chỉ bảo cách để chúng con thoát khỏi nghiệp lực này." Lão hòa thượng trả lời: "Chỉ có vứt bỏ cái ác, một lòng hành thiện, làm một người lương thiện thì mới có thể hóa giải hết được. Nếu làm việc ác thì kiếp này không trả, kiếp sau sẽ vẫn phải trả hết."
Hai vợ chồng họ cung kính cảm ơn vị lão hòa thượng rồi ra về. Cũng từ đó, hai vợ chồng họ một lòng hướng Phật, làm việc tốt để mong sám hối cho những tội ác ở kiếp trước của mình và cũng là để gieo trồng phúc báo cho kiếp sau. Loại thứ tư là trả nợ. Con cái thiếu nợ cha mẹ, quá khứ hay đời quá khứ, hiện tại hay đời này, gặp gỡ nó phải trả nợ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi nấng cha mẹ. Nếu nó thiếu nợ cha mẹ rất nhiều, nó cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu. Nếu thiếu nợ rất ít, nó lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc, miễn sao quý vị chẳng chết đói là được rồi. Hạng người này tuy có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính, chẳng có tâm hiếu thuận, báo ân bèn có tâm hiếu thuận, chứ trả nợ chẳng có tâm hiếu thuận. Thậm chí trong lòng chúng nó còn ghét bỏ, chán ngán cha mẹ, nhưng vẫn cho quý vị tiền để sống, nhiều hay ít là do xưa kia quý vị thiếu chúng nó nhiều hay ít. Quý vị thân mến, thực ra chỉ có những người nghiệp tương đối nhẹ mới có thể ước nguyện lựa chọn cha mẹ. Những người cực thiện sẽ đầu thai ngay về cõi lành, còn những người cực ác sẽ bị lôi kéo ngay vào các nơi xấu, địa ngục hay ngạ quỷ, không thể tự mình quyết định nơi đầu thai. Nói chung, vẫn chủ yếu do duyên nghiệp của họ với người cha và người mẹ, hoặc nghiệp người ấy đã gây tạo khi còn sống thế nào, họ sẽ thác sinh về cõi giới tương ứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!